Tiến xin mến chào cả nhà thân thương. Hôm nay thì Tiến lại lạc lõng ở trên một khu rừng cả nhà mình. Khu vực nơi đây thuộc xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Hôm nay thì Tiến đi vào cái đoạn đường mòn phía bên trong khu rừng này, thì Tiến phát hiện được một căn chòi của người đồng bào họ sinh sống ở đây. Thì Tiến cũng muốn dừng lại và chia sẻ cái hình ảnh này tới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị cùng xem. Hiện tại bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi cả nhà. Phía bên đây người đồng bào họ chăn những chú dê. Nhìn rất là mướt cả nhà mình. Dê ở trên đây á thì chỉ ăn cỏ thôi, không ăn cái gì khác. Nên nhìn cũng mướt lắm. Và phía trước màn ảnh nhỏ thì cái căn chòi hôm nay tôi muốn chia sẻ cho cả nhà mình cùng biết. Nhìn rất là thương luôn cả nhà. Mình nhìn từ phía xa á, phía bên ngoài mà nhìn vào trong á, mình thấy rất là tồi tàn luôn. Căn chòi được lợp bằng những tấm tôn cũ nát. Bây giờ thì Tiến xin mời cả nhà đồng hành cùng Tiến trong tập video này. Tiến vào tiếp cận bên trong căn nhà để mình tìm hiểu cái cuộc sống của họ, của người dân đồng bào ở trên đây sống như thế nào nha. Tại vì mấy hôm nay Tiến đi một mình á, với lại vác đồ mà không có nón cả nhà thì cũng bị bệnh mấy hôm nay. Khi nãy thì Tiến lên Tiến thấy có một chị gái ở bên trong. Bây giờ thì Tiến sẽ đi xung quanh cái căn nhà này để cho cả nhà mình cùng xem. Tiến bị bệnh á thì cái giọng nói hơi khó nghe, với lại đôi lúc á ho thì cả nhà xem thì cũng thông cảm cho Tiến nha. Ở đây thì người ta lợp bằng những cái cây, cây này cây gì Tiến cũng không biết nữa cả nhà mình. Cả nhà mình ai biết thì hãy comment bên dưới để chia sẻ cái kiến thức để Tiến hiểu biết thêm nha. Nhìn rất là thương luôn cả nhà. Còn bên đây là những cái thùng nước họ mang về để họ dự trữ nấu ăn, nấu uống rồi tắm cả nhà mình. Sát bên đây là cũng là chuồng dê. Cả nhà có thấy phía bên kia không? Ở trên gần đỉnh núi người ta trồng chuối rất là nhiều. Đây cả nhà mình. Rất là nhiều luôn. Mình nhìn ở bên ngoài cả nhà thì thấy cái khung cảnh nơi đây rất là hoang tàn sơ sát luôn. Họ phơi đồ trên những cái chiếc giàn mà họ đã làm để trồng mướp, trồng bí cả nhà. Đây những cái cây mướp, cây bí nó đã bò lên nhưng mà nắng quá, họ không chăm sóc á thì nó lại héo hết rồi. Họ mang củi về dự trữ rất là nhiều. Bên đây là chuối sắc ra để cho heo ăn. Chị đây cả nhà mình. Em chào chị. Trời ơi, giờ này mới ăn luôn á hả? Hôm trước á, em có ghé lên đây rồi nhưng mà không có chị ở nhà. Dạ. Sao hôm nay đi đâu về sớm vậy Chị bị điếm. hả? Hôm trước chị là sáng chị dậy sớm chị bị điếm. À, sáng dậy sớm dậy đi tắm biển hả? Không, đi bắt mấy con móng tay. Dạ. Có khi đi được 50, 40 tùy. Biển Cam Ranh đó đúng không chị? Dạ, chùa Văn Cung thấy nhiều. Dạ, là ở đó là thuộc Cam Ranh rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Mời em ăn cơm. Trời ơi, em ăn rồi. Đây cả nhà, chị ăn bằng cái lá này, lá đu đủ hả chị? Đúng rồi. Tiến sẽ ghi hình cận cảnh cho cả nhà mình xem nha. Lá này là lá đu đủ. Em có nghe người đồng bào chia sẻ là lá đu đủ ăn đắng lắm đúng không? Dạ. Như cái này là ăn có trị bệnh cảm nha, nếu mà trị thì xíu nữa em ăn ké. Chị cho em hỏi là mình tên gì vậy chị? Sương. Tên Sương hả? Dạ. Mình có nhớ tuổi của mình không? Nhớ. Dạ, năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi? Em sinh 94. Sinh năm 94 hả? Dạ. Trời ơi. Em thấy ở trên trán của chị á, bị cái gì mà dán những cái miếng đó vậy? Dạ, đau đầu.
Dạ, đau đầu hả? Đau đau nó đau một bên bên này. Dạ. Bữa nó sưng hết bên mái luôn. Tại sao lại sưng? Lý do vì sao Không mà biết. sưng? Dạ. Rồi đi khám bác sĩ nói bị áp xe gan. Áp xe gan hả chị? Dạ. Là đi khám một lần đó thôi. Dạ. Dạ. Nó đi chụp phim này đó, đi chụp CT cũng chị cũng nhớ cái đó nữa. Dạ. Mình ở trên đây là một mình hả chị? Nhưng một mình Dạ. con đứa một bé chiều mới lên Là chị có con rồi. có Dạ, mấy người con rồi chị? một đứa đứa cái bữa nay học lớp 5 Dạ. và ăn Tết xong rồi nghỉ hè xong rồi học lớp 6. Là một người con thôi. Dạ. Còn chồng của mình đâu? Nhà chồng đi làm. Chồng đi làm hả? Dạ. Dạ. Đi làm thì đi hái cà phê đúng không? Dạ. Dạ. Em nghĩ là thường người đồng bào ở trên đây thì khi mà họ đi làm thì chỉ đi hái cà phê thôi. Dạ. Mùa này Năm mà gần Tết vẫn còn cà phê luôn á chị. dạ con Dạ. năm nào chị cũng có đi phụ anh bên năm này chị bệnh quá chị không có đi. Là năm nào chị với anh cũng đi lên Đà Lạt hái cà Dạ phê. Dạ, để kiếm năm sống. năm này chị bệnh quá đi không được. Dạ. Ngày nào cũng chặt cùi bó miết. Chặt củi hả? Mình ở nhà mình chặt củi bậy bạ thôi. Hàng ngày là mình chặt củi để mình bán mình kiếm sống thôi hả chị? Dạ. Dạ. Chồng chị đi làm khoảng bao lâu rồi? Dạ đi được nửa tháng. Dạ, đi được nửa tháng. Dạ. Mình ở nhà thì mình tự túc, mình tự lo ăn, Dạ. lo tiền bạc. Dạ. Dạ. Như hôm nay là mình cũng đi chặt củi đúng không? Dạ có. Mình chặt mấy bó rồi? Dạ chưa chưa bó. Là mình chặt sẵn thôi, mình chưa Dạ bó. dạ. Dạ. Như một bó đó mình độ tầm khoảng bao nhiêu ký nha? Con không nhớ, con không biết nữa. Dạ. Một bó đó là người ta tính bó thôi đúng không Tin chị? bó Dạ. Mình bán một bó đó là bao nhiêu? 10.000. Một bó mà có 10 ngàn à hả? Dạ. Trời ơi. Một bó chỉ có 10 ngàn đồng thôi cả nhà mình. Một ngày là chị bán nhiều nhất là bao nhiêu bó? 5 bó. 5 bó. 5 bó 50 ngàn. Dạ. Đủ để mua gạo, mua mắm muối ăn thôi đúng không? Dạ. Dạ. Không đủ mua cá. Không đủ mua cá luôn. Dạ. Em thấy ngồi đây có cái hồ Có cái hồ phải có đàn ông mới có cá ăn. nè. Thấy người ta cũng câu cá ngoài hồ rất là nhiều cả nhà mình. Chị sợ cái con gì nó đau trong đất đi cầu chị sợ. Dạ. Con trùng gì đó chị À con sợ. trùng hả? Chị Dạ. sợ. Giống như con sâu. Con đó là để câu cá đó. Dạ. Mà chị sợ. Mình sống trong cái căn chòi này là bao nhiêu lâu rồi chị? Dạ từ lúc mẹ còn sống á. Bên này mẹ mất được 9 năm, mẹ mất 2014. Dạ. 2014. Dạ. Biết tới bây giờ thì cũng rất là lâu rồi. Thôi mẹ chưa mất, mẹ cũng sống ở đây không? Dạ. Rồi mình có nhà dưới làng không chị? Có nhà ở trời nắng, trời mưa không có ở được. Trời mưa không ở được luôn. Dạ. Nước nó giọt ở đây nuôi cá cũng cũng Nước sống. nó dột mà nuôi cá vẫn vẫn sống luôn, Cùng sống trong đó sống. luôn. Trời ơi, kiểu như là lâu quá rồi đúng không chị? Nhà Tôn bị dột hết rồi. ngói á Dạ. rồi nhà nước cho hồi xưa Còn mình ở trên đây vẫn dột nhưng mà mình thoải mái, mình là làm công việc nó mình muốn ha, mình nhà thích. Dạ. Con thì sáng sớm chở đi học để đó thôi, rồi chiều tự nhà lên hay mình đi đón. nhà đi đón Đi đón hả? xa Dạ. nó còn nhỏ nó không biết đi đường nào. Mình có xe, mình có phương tiện gì để mình đón cháu đi học không? Cái xe cái xương không À, là dạ cái xe ở trên núi em thấy thường người đồng bào họ họ đi bằng cái xuồng không đúng không? cái xe con chiếc đó cái mấy cái cụ con chiếc đó Dạ. ừ. Có lúc bình hoàng thì À. mượn xe của họ Dạ. Sao mình ăn cơm sớm vậy? Trưa mình không ăn hả chị? Cái này mình ăn trưa hay là ăn chiều? vậy ăn trưa Ăn trưa hả? không có gì ăn muốn đói lúc nào ăn lúc đó. Dạ. Người đồng bào ở trên đây cả nhà mình, họ ăn không có đúng giờ đâu, họ đói lúc nào thì họ ăn lúc đó thôi. Ngày nào mình ăn đu đủ vậy em biết Dạ ăn tất luôn. kèm thôi cậu cũng còn hết Gạo cũng gần hết luôn rồi rồi hả?
mua mấy ký mỗi lần mua á, mình mua mấy ký? Chắc cuối thì mua được 3 ký, 2 ký vậy. Dạ. Đổ xăng nữa. Đổ xăng nữa trên đây chắc đổ 20-30 quá ha. À, đủ 20. Dạ. Vậy một ngày mà làm 5 bó củi cũng rất là cực, nhưng mà khi mà lấy tiền về á thì cũng không có đâu vào đâu hết ha chị ha. Dạ. Dạ. Rất là thương luôn cả nhà. Lâu lâu mình mới về làng thôi đúng không chị? Dạ, đưa sạc đèn pin. Dạ. Sạc đèn pin ở trên đây mình không có điện luôn. À, đèn pin. À, là cái đèn pin phía trên này hả? Dạ. Đây cả nhà, trên đây họ sử dụng cái đèn pin này thôi. Đã có tiền mua năng lượng. Dạ. Không có tiền để mua gạo làm gì có tiền mua đèn đúng không chị? Dạ. Dạ. Chỉ có lo tiền mua gạo. Dạ. Tôi thì thắp bằng cái đèn pin không được. Mình sạc ngày nào chắc mình cũng về làng mình sạc quá ha. Không. Như Tôi một mình ngủ mình tắt rồi mình ăn mình mới mở lên. à là mình tiết kiệm vậy hả? Dạ. Khoảng vài ngày mình mới xuống một lần đúng không? Dạ. Dạ. Như một lần sạc như vậy á là khoảng bao lâu? Bao Dạ, nhiêu nửa ngày? nửa tuần không cũng được 4 5 ngày. Nửa tuần hết hả chị? Dạ. Dạ. Vì thắp ăn không. Dạ. Như hai mẹ con mà mỗi đêm ở trên này á, rồi mình có thấy sợ không? Có chứ. Có hả? Sợ con vẫn ngủ. Sợ con gì? Nói chung cái gì cũng sợ hết, ngầu cũng sợ, ma cũng sợ. Vậy hả? Hôm nay em hú chị thấy nếu mà người lạ chị trốn luôn. Chị sợ. Vậy hả? Sao em kêu thì chị lại 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 tới? Không, nghe em nói tới đây đi. Thì Dạ. tặng quà nên chị mới chạy đây. Dạ. Chắc là chị trốn luôn, chị sợ. Người đồng bào họ ít tiếp xúc với người kinh đó cả nhà, nên tiến tới thì mình khu vực đây rất là nắng, nên tiến chùm áo rồi bịt khẩu trang á, thì người đồng bào họ thấy thì họ rất là sợ, họ tưởng trộm. Họ Trong video chưa thấy em á, dạ chưa thấy em, chưa thấy mấy anh thép không nên không thấy người lạ sợ. dạ Rồi Tiến mới kêu á, là ra đây Tiến tặng quà cho chị. Thì chị đi ra cả nhà, không thôi thì chị cũng không lên tiếng luôn. Đa số người đồng bào trên đây ai cũng vậy chơi hơn. Yeah. Dạ. Chị Như nước á, sợ. em thấy ở ngoài kia á chị, Là nước kéo bằng cái ống là mình kéo bằng cái ống thì là tự biển chảy ở đây lùm luôn. một khúc, ví dụ khúc dài khúc ngắn thì mình lùm mình nối lại. Dạ, là mình nối lại để mình bắt nước. Đúng Dạ, là nó chảy ở trên cái mạch núi đúng không? rồi. Dạ, rất là hay luôn cả nhà, tự mình làm luôn hả Dạ, chồng làm. chị? Trời ơi, giỏi ghê không? Mình ăn cái này thì chắc khoảng chiều tối mới ăn lại ha. Dạ. Đói quá hả? Đi lên núi chặt Đói. cây đói Chắc quý mấy cả ngày. quá hả? Hôm trước Hai ngày, 2 ngày này đau đầu không không dậy được luôn. dạ Dạ, không chặt quý. bây giờ thì trời cũng mưa rồi cả nhà. Ở trên đây là cũng dột nhưng mà dột ít đúng không Nhà có sao bên này. chị? Dạ. Dọc con phè răng ở không? Thì Tiến sẽ quay bên trong căn chòi của chị cho cả nhà mình xem nha. Cho em xin phép nha chị nha. Đúng Dạ. Trời ơi, tối mình nằm mình ngủ đây luôn hả rồi. chị? Sao cái nệm gì mà rách thảm như vậy? Có tiền vô. Dạ. Da miết luôn, nó rách miết luôn. Đây là bên trong căn chòi của chị đây cả nhà. Đồ quần áo thì chị chỉ treo đây thôi. Phía bên kia là cái cửa sổ. Tôn chắp vá rất đen rồi, lủng lỗ rất là nhiều cái nhà mình. Nay mình cần ăn đi làm người ta cho. Dạ, Dạ. cả nhà biết sao không? Tại vì người đồng bào á, họ dừng tôn bên này là cái hướng gió nó hay thổi bên này rất là mạnh, nên họ phải dừng ở bên này để tránh gió.
Còn bên này thì họ dùng cây cả nha, chứ họ không có điều kiện mà họ dùng tôn hết, nhìn rất là thương luôn. Đó là cái bếp nhà mình đó hả? Dạ. Trời ơi, cho em đi vào nha. Dạ. Đây cả nhà. Sao cái này là cái mền này hả chị? Cái mình Sao em thấy rách hết rồi, á. rách mà nó đen hết rồi. Dạ. Trời ơi, đây cả nhà, cái nơi mà hai mẹ con chị mỗi đêm nằm ngủ đây. Xi măng thì cũng chán, không có láng đâu cả nhà. Nhìn bên trong thì rất là hoang tàn sơ sát luôn. Đây là cái khu vực bếp cả nhà mình. Cái này là cái nước hả chị? Cái nước đổ đủ Dạ, đu đủ mình cái này mình ăn mình uống được không? được á, Được hả chị? Sao mình không đậy nắp lại? chị không bỏ muối bột ngọt á. Dạ. Em thấy cái trái mướp này là mình còn sử dụng được không chị? Dạ còn cho để lấy hộp đó trồng lại. À là mình làm giống á hả? Dạ. Mấy cái cây này là chị cho em hỏi mấy cây này là cây gì, nó tên gì vậy chị? Cái này Đây nè, mấy cái cây mà mình dừng đây nè. chị cũng biết kêu tên cái đó. Dạ Tiếng người bên chị thì chị biết hả? nói, tiếng người bên em chị đâu có biết nói đâu. Hình như cây này là cây chùm bầu hay sao á, Chị đúng cũng không biết, chị cũng không hiểu. cả nhà biết thì cả nhà chia sẻ cho tiếng biết với nha. Người bên chị thì tiếng Anh không mới biết kêu. Người bên chị thì tiếng Anh nhau mà. Đây là cái cửa của người đồng bào họ làm đây cả nhà. Bữa đã có làm cửa đã ăn đây, chị biểu anh làm lại cái cửa để tối ngủ. Dạ là bữa anh đi không có cửa luôn. Dạ trời ơi, sao mình không xuống ở dưới làng mình ở chị, rồi ban ngày mình lên đây mình chặt củi rồi tối mình về đó mình ở, mình kêu chồng lấy cái gì đó để đắp lên tôn đó, cho đỡ dột, mình ngủ mấy cháu nhỏ thì ban đêm cho nó ấm nó đỡ hơn một xíu. Nhà chiều về nhất thì có một con dê nữa mà con vàng ở rải Dạ về nhà đêm thức tới đêm tới sáng luôn không mình, vàng ngủ. dạ mình không quen chỗ, mình lạ chỗ đúng không? Đúng rồi, Dạ mà mình vàng ở rải là chiều có 6 7 giờ là ngủ. em thấy ở ngoài kia có mấy con dê, là dê đó là mình nuôi rẻ đúng không? Dạ đúng rồi, Dạ mấy con rồi chị? một con mẹ hai con. Dạ là dê cũng giống như bò đúng không, mình nuôi Dạ thì một lứa đầu là cho chủ, dạ còn lứa sau thì của mình. dạ Dạ bò dê trên đây cũng như nhau ha. dạ dạ nhà chị đâu có cái gì đâu, nhà chị có một con gì nuôi chị không ta. dạ một năm rồi người ta có trả tiền cho mình không, hay là mình chỉ Mẹ lấy con mình chỉ dê thôi, lấy con gì thôi. lấy con dê thôi hả? Dạ. Rồi đó giờ mình lấy được con nào chưa, Nhà chưa, là mình mới trăng rỉa cho người ta đây thôi. nhà con chăn lao rồi mà để chết hết luôn. Dạ hả? Sao lại chết rồi chị? Chắc số phận mình khổ dạy nó, trời nó không cho mình làm ăn được cái gì luôn. Dạ khổ quá ông trời, không cho làm ăn được gì luôn. Dạ tính ra từ lúc mà dê mà mình có thì khổ mấy con rồi. Có một con mẹ đó chỉ có đẻ ra hai hai con đó nó sống. Dạ là còn lại là chết hết luôn. Dạ trời Con mẹ ơi. đó là đẻ ra chết rồi chưa lại đẻ lại chết như vậy. Dạ Có chẳng biết vậy. nhìn thương quá cả nhà, đã ở trên đây sống cực khổ rồi mà nuôi con vật gì thì lại chết hết con đó, nên cũng không có vốn mà để làm ăn để xoay sở trong gia đình. Như con chị học á, là đóng tiền tháng hay là đóng tiền năm, Dạ không có đóng tiền. là nhà nước hỗ trợ hết luôn? Dạ Dạ cũng có đóng nhưng mà 100 200. đóng mấy tiền lặt vặt thôi ha. Dạ mà Dạ mình không có tiền đóng thì tới tháng mà người ta mà nhà người ta có điều kiện thì thầy cô nói đóng bao nhiêu thì người mẹ người ta đóng thì tới năm như vậy á, rồi người ta lấy tiền em bé học sinh cũng được 400 500.
hoặc là 600 700 tiền mình đóng, giờ mình không có thì mình chỉ thôi, hoặc là cô gì nó trừ hết luôn, đem về có 43 ngàn. Dạ hả? Ta lấy được 600 700 nó thì nó trừ hết luôn, mình không có đóng. Dạ, mình không có đóng là lãnh cái tiền đó ra là trừ hết luôn. Dạ, không có đóng rồi không có tiền sao mình đóng. Tiền đó là tiền của người nghèo đúng không? Dạ. Dạ. Là mỗi năm đều hỗ trợ. Dạ. Thì bây giờ mình không có tiền thì coi như cái đó mình mượn trước mình trả sau đó. Thương cả nhà ở trên đây túng thiếu đủ điều hết. Nó hỗ trợ nhưng mà nó cũng có hỗ trợ một nửa, Dạ. rồi nó bắt mình đóng một nửa, rồi mình không có tiền tới tháng lấy tiền hộ nghèo em bé thì cũng chờ hết luôn. Yeah. Thì Tiến muốn giải thích cho cả nhà mình hiểu rõ hơn người đồng bào ở trên đây, cái cách xưng hô của họ á, cho dù ba mẹ hay là chồng đi chăng nữa thì khi mà nói về những cá nhân đó thì họ đều dùng từ nó, nên cả nhà xem thì cả nhà cũng thông cảm cho người đồng bào nha. 100% người đồng bào trên đây họ dùng từ như vậy đó cả nhà, nên Tiến cũng mong cả nhà hiểu cho những người dân ở nơi đây tại sao lại khi mà mình nói chuyện mình dùng từ nó, đối với ba mẹ cũng vậy đúng không? Dạ, thấy ốm quá Nhà ôm nó ha. mặc ba cái áo này, Dạ không là con cái xương không trời ơi, còn cái mặc gì ba cái áo mà vẫn nữa. thấy còn ốm Dạ. đó. Bệnh quá rồi đâu có tiền mua thuốc đâu đúng không? Mua thuốc thì ví dụ mình mua nó cũng không có bất bệnh, tại vì bác sĩ nói bị áp xe gan. Chị đi làm họ con hỏi ủa sao mặt mũi em nó vàng hết luôn, Dạ. trắng không có trắng, đen không có đen mà nó vàng lại, nó vàng. Dạ. Dạ. Họ nói có bị bệnh gan mà trong đầu mình sao mình biết. Mình đi khám một lần thôi, còn lại mình đâu có tiền đâu mà mình đi Dạ, khám. cái lần đầu tiên mình đau bụng xong rồi giống như mình bị cúc kênh nó, Dạ. rồi nó bị ra máu xong rồi đi khám nó nhập viện, nó nói bị áp xe gan. Dạ. Dạ. Tiến cũng không có biết cái căn bệnh của chị có nghiêm trọng hay là nghiêm trọng tới mức độ nào. Thì khi mà mình bị cái căn bệnh này á chị, là bác sĩ có nói là nguy hiểm ở cấp độ nào không? Nhà cũng có Dạ, bác sĩ nói như thế nào? bác sĩ nói mà có tiền sống thì đi trị. Bữa là chị đi khám ở vài mít thanh á, Dạ. rồi người ta đâu có chích thuốc đâu, người ta nói là nếu mà càng sớm càng càng sớm thì càng tốt, rồi đi từ tin chuyển ra sinh Nha Trang á, chị nói nhà không có điều kiện, rồi mình xuống tỉnh mình cũng có đóng tiền, ví dụ nó bắt đóng 1 2 triệu thì mình về nó cũng trả lại mà mình phải có tiền. Dạ. Dạ, mình không có tiền thì mình lấy thuốc uống không. Mấy năm kia thì chị cũng đi nhập viện, nó nói là bị áp xe gan, rồi cái đầu thì đủ thứ hết rồi chị cũng không nhớ nữa, Dạ. mà có lúc chị đau lắm nó sưng hết mặt mũi luôn, mà Sưng đó chị. nó sưng, họ không biết là họ có tưởng hỏi em vậy sao mày ở rãi, sao mặt mũi mày nó có thịt, Dạ mà hả? chị mới hỏi ủa mặt mũi của em mà có thịt, mình mày em có thịt đang hỏi nó không, người ta Dạ. đâu có biết mình đau đầu mà mình sưng hết đâu, Là nó làm cho mặt mình sưng lên hết nên luôn. nó sưng hết luôn. Dạ. Thì cả nhà theo dõi ở trên màn ảnh nhỏ này á, cả nhà cũng có thấy gương mặt của chị, cái màu da của chị rất là khác luôn cả nhà. Màu da của chị rất là vàng luôn. Thì chị đang bị bệnh đó cả nhà mình. Thì trong cái hoàn cảnh nghèo á, chị không có tiền mà để đi điều trị, nên đành phải chịu thôi. Chứ bây giờ không có tiền thì làm sao mà đi chữa trị được cả nhà. Phải để đó thôi. Là mình cứ đau quá thì mình uống thuốc thôi đúng không chị? Không có uống thuốc, không có Bỏ tiền, luôn không uống nữa. đâu có tiền đâu mua thuốc uống, Dạ. có ngày nào chặt quý bó 40 50 ngàn, có lúc Dạ. mệt quá chặt 3 bó, Mệt quá chặt 3 bó. nó đau nữa, nó đau mẹ nó thì chặt được 3 bó. Dạ. Nha. Chồng đi làm mỗi năm mà đi hái cà phê á, thì chồng mang về khoảng bao nhiêu tiền? Tiền mình ăn có lúc ăn đem được 3 triệu 2 triệu mấy rồi. Dạ. Tùy theo Về cà phê nó mất mùa nữa.
Dạ, về là trả quán hết đúng Trả hết luôn. không? Một bao gạo mà còn đi thiếu Dạ. nữa. Thì cả nhà cũng có nghe thấy, hôm trước Tiến cũng chia sẻ rồi, người đồng bào ở trên đây họ mượn, họ ăn trước rồi họ trả sau cả nhà. Họ ở trên đây thì những người trồng chỉ mong đợi tới cái mùa cà phê để lên Đà Lạt. Họ hái rồi về chỉ trả nợ, rồi làm bậy bạ ở quê lại thôi. Chứ làm ở đây thì không có đủ tiền để trả nợ cả nhà. Rất là thương luôn. Là con đi học chiều mới về hả? Dạ. Dạ. Thì hôm nay em ghé đến đây, em muốn chia sẻ cái hình ảnh của gia đình mình tới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị cùng biết cái hoàn cảnh của mình cực khổ như thế nào. Nhìn chị rất là thương luôn cả nhà. Thì em tới đây em cũng có một ít phần quà Yeah. em muốn gửi tặng cho gia đình mình, để cho gia đình mình có một cái gì đó gọi là vui á. Dạ. Dạ, vào những dịp gần Tết như thế này. Dạ, đây là những món quà tình thương của tất cả các cô chú Dạ. đã nhờ em mang tới đây gửi cho gia đình của mình. Thì bây giờ Tiến cũng đã lấy những cái phần quà mà tất cả cô chú muốn gửi những cái món quà tình thương này tới cho gia đình chị. Hôm nay em tới đây là em muốn trao tặng những phần quà như thế này cho gia đình mình. Ở đây là có một phần quà là lương thực thực phẩm. Trước tiên là em gửi cho chị thùng mì tôm nha. Dạ. Ở trong đây là tất cả những cái phần quà lương thực thực phẩm cả nhà, là mắm muối, bột ngọt, dầu ăn, rồi xì dầu và bún tươi. Ở trong đây là một phần quà lương thực thực phẩm như thế này. Dạ, em gửi cho gia đình mình nha. Dạ. Và tiếp theo là một món đồ gia dụng. Tại vì khi mà Tiến tới đây cả nhà là Tiến thấy chị không có nồi, không có chén gì hết cả nhà mình. Nhìn trong cái căn nhà này rất là hoang tàn sơ sát luôn. Nên Tiến gửi cho chị những cái đồ gia dụng như thế này. Là tô, chén, đũa và muỗng. Rồi em gửi cho chị nha. Dạ, mình để mình sử dụng nha. Đây nữa nè chị, muỗng này em gửi cho chị. Và một bộ nồi, nồi lớn, nồi nhỏ cả nhà. Đây là nồi nhỏ, Tiến gửi cho gia đình luôn. Những cái nồi này á, là mình để mình sử dụng, mình đừng có đi nấu những cái gì cho các con vật ăn nha. Dạ. Đây nè, để mình nấu canh, nấu cơm. Rồi chị bỏ qua bên kia luôn đi chị. Và đây là cái thau lớn, thau nhỏ cả nhà, cũng giống như thường ngày Tiến trao tặng cho những người đồng bào nghèo thôi. Khi chị sử dụng thì chị nhớ mang vào trong chòi nha chị nha, để nắng rồi mục á, rồi nó hư mình có sử dụng. Tiến cũng có chia sẻ với cả nhà rồi, Tiến ghi lại cái hình ảnh cho cả nhà cùng thấy rồi. Chị sống ở trên đây không có mùng mền luôn cả nhà, nhìn rất là thương luôn. Nên em cũng muốn gửi cho chị một cái mùng để tối mình ngủ mình khỏi bị muỗi đốt nha. Dạ. Và cuối cùng là cái mền cả nhà. Tiến thấy mền của chị rách rưới hết rồi. Với lại nó rất là cũ nát luôn. Nên Tiến muốn cho chị có một cái mền mới để chị đắp vào buổi tối cùng với con trai hay con gái đúng không? Dạ, Cái cùng với con gái của chị. Rồi em gửi cho chị nha. À em quên nữa, cái này nó bị rớt ra nè. Là em gửi cho gia đình mình là hai bị giống mướp với lại bầu nha cả nhà. Thì em gửi cho gia đình mình luôn nha. Dạ. cảm ơn. Và cái phần quà cuối cùng. Phần quà này thì khi mà gần những dịp Tết cả nhà thì ai cũng háo hức để đón Tết hết. Nên khi mà Tiến mua những phần quà này á, mình đi trao cho những người đồng bào nghèo khó khăn á, vào những dịp Tết như thế này thì Tiến rất là vui luôn. Đây là những phần quà Tết. Phần quà lương thực thực phẩm khi nãy thì của cô Thúy Phượng ở Tây Đức. Và phần quà gia dụng này là của các cô chú ở trong nhóm Thiện nguyện Úc Châu.
Còn cái phần quà như thế này, phần quà Tết họ cột gút cả nhà. Phần quà Tết đó cả nhà là Tiến mới mua hồi sáng nay thôi. Phần quà này là của cô Út Trang ở Ba Điểm Hóc Môn gửi cho những người đồng bào ở trên đây để họ đơm vào những dịp Tết, đơm cho ông bà rồi đó. Nhìn rất là đẹp luôn cả nhà. Đẹp không? Đây, để đơm cho ba mẹ nha. Dạ, ba mẹ ông bà nha. Trời ơi, ở đây cô có nhờ Tiến mua rất là nhiều luôn. Tại vì cô bảo á, thì người đồng bào ở trên đây á, vào những dịp Tết cả nhà là họ nhận những cái món quà như thế này, họ rất là mừng luôn. Đó, nên nhờ Tiến mua những phần quà này để họ đơm vào những dịp Tết cho cha mẹ, cho ông bà. Đây là bánh in này cả nhà. Và cốm nè, rồi bánh quy. Đây, em gửi cho chị. Trà nè, mình có uống trà không? Uống trà không? Có Dạ đúng không? có dạ. Ừ, đây trà đây. Bánh nè, cầm trên tay mà không đưa. Đây, cái này là em nghĩ là chắc chắn con của chị sẽ rất thích. Đây là lông xương cả nha. Rất là nhiều trong đây luôn. Và Tết á, thì không thể thiếu những cái bịch gừng như thế này. Với lại đặc biệt ở trên núi cả nha, thì ăn gừng á, rồi uống nước trà rất là ấm bụng vào ban đêm luôn. Đây em gửi cho chị. Đây là kẹo mà hình trái chuối cả nhà, cứ mua rất là nhiều. Và cái này là kẹo đậu phộng, kẹo đậu phộng này đây em gửi. Và cái cuối cùng là kẹo, kẹo này kẹo me, Tiến gửi cho chị luôn. Sao hôm nay nhận những cái phần quà này thì chị cảm thấy như thế nào? Dạ chị rất là mừng, Mừng lắm hả? vui. Dạ. Vậy chị có đôi lời nào muốn gửi tới tất cả cô chú đã gửi những cái món quà tình thương này cho mình không? Dạ có, mà chị không biết nói nhiều nữa. Dạ, thì bây giờ em gợi ý cho chị nha. Thì cô Út Trang ở Ba Điểm Hóc Môn là gửi cho chị cái phần quà Tết như thế này. Thì chị cảm ơn cô Út Trang đi. Dạ, con cảm ơn cô Út Trang. Vì Yeah. con rất là vui, cô tặng một số quà, con mừng nữa. Dạ, Dạ. rất là dễ thương luôn. Còn cái phần quà gia dụng á là của các cô chú ở trong nhóm thiện nguyện Úc Châu. Dạ, là các cô chú gửi cho gia đình mình những phần quà tô chén rồi thau nồi đồ này kia đó. Dạ. Thì chị cũng gửi lời cảm ơn tới cho cô chú để cho cô chú vui nha. Dạ, và cô Thúy Phượng nữa. Dạ, thì chị cứ nói là cảm ơn cô chú rồi là được, thì cô chú sẽ hiểu, cô chú sẽ vui, không sao. Dạ con cảm ơn cô chú rất là nhiều, tặng một cái món quà cho con ở trên núi, cô Dạ. con rất là mừng. Dạ. Tại vì ngồi ở cả nhà thì tiếng ấy quà rất là nhiều nên cái màn hình nó cũng hơi bị lệch, thì cả nhà xem cả nhà cũng thông cảm nha. Trời ơi, quà mà chị để là đè gần hết người chị luôn cả nhà. Nhìn kiểu như là mừng á, lâu lắm rồi mới có được những phần quà như thế này. Hồi đó giờ mình có những phần quà như thế này Dạ chưa? không. Chưa có luôn Dạ. hả? Dạ. Thì bây giờ Tiến cũng mới chỉnh lại cái cam cho cả nhà cùng thấy chị gái và những phần quà như thế này rất là nhiều luôn cả nhà, và nó tràn bên ngoài luôn cả nhà, chị để tràn bên ngoài màn hình luôn. Trời ơi, hôm nay là cũng may mắn ha, tại vì Tiến ghé lần này là lần thứ ba rồi cả nhà, thì mới gặp được chị. Hai lần trước á, thì chị đã đi làm ở trên núi, Tiến tới thì không thấy chị ở nhà. Hôm nay rất là may mắn khi em tới đây và em gặp được chị, em có cơ hội trao những món quà tình thương của cô chú gửi tới cho gia đình mình để chị có cái mà chị sử dụng, chị trang trải qua ngày. Dạ, thì mình rất là vui luôn ha. Dạ vui. Dạ. Nhìn thương lắm cả nhà mình. Bây giờ thì con cũng xin thay mặt cho chị và gia đình chị gửi một lời cảm ơn sâu sắc tới cho tất cả
các cô chú đã gửi những cái món quà tình thương như thế này cho gia đình chị. Đầu tiên thì con cảm ơn tất cả cô chú ở trong nhóm thiện nguyện Úc Châu đã gửi cho gia đình chị một phần quà gia dụng để chị có cái mà chị nấu ăn, nấu uống. Và cô Thúy Phượng đã gửi cho gia đình chị là những lương thực thực phẩm thiết yếu như dầu ăn, mắm muối và bún và những chai dầu xoa bóp á cả nhà. Thì con cũng xin cảm ơn cô Thúy Phượng. Và cuối cùng con cảm ơn cô Út Trang ở Ba Điểm Hóc Môn đã gửi cho gia đình của chị là một phần quà Tết để cho chị có một cái niềm vui khi Tết đến xuân về. Con cũng xin chúc cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị ở trong nhóm và cô Thúy Phượng, cô Út Trang có thật nhiều niềm vui, có thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Bây giờ là mình cất những cái này đi ha. Dạ. Xíu nữa là như mình ở trên đây á rồi mình bỏ đồ nhà rồi có mất không? Không mất hả? Dạ. Để xíu nữa em lên em canh chị đi rồi em lấy Không. ha. Nhìn thương nghe cả nhà. Trời ơi, ráng ráng giữ mấy cái này nha. Dạ. Dạ. Bây giờ thì Tiến cũng xin phép cả nhà và xin phép chị là Tiến xuống núi. Hiện tại bây giờ là trời cũng sắp mưa rồi cả nhà. Tiến cũng đang bệnh với lại không có áo mưa á, thì Tiến cũng tranh thủ đi về để còn kịp á cả nhà. Cái giọng nói của Tiến thì cũng hơi khó nghe, nó cứ bị nghẹt nghẹt á cả nhà, nên cả nhà nghe thì cũng thông cảm cho Tiến nha. Bây giờ em cũng xin phép chị là em đi về nha. Dạ, Tiến cũng xin phép cả nhà là Tiến kết thúc video tại đây. Cả nhà yêu mến Tiến thì cho Tiến xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để Tiến có thêm thật nhiều động lực lên núi hỗ trợ và giúp đỡ các bà con nghèo trên miền núi nha. Tiến cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hẹn cả nhà mình vào những tập video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Yeah.